nhỉ, khu Ừ, này cũng được ở ăn nhỉ. ăn cơm rang quá nhỉ. Có gì trong là tạt ra ngoài để đi qua không biết có cái gì không? Bảo biết là có trâu bò gì không? Đi được thằng này không ăn gì đấy, thỉnh thoảng nó thích cái gì lúc nhắm một hai miếng thôi. Bánh mì bánh bao vào đây đòi mua về ăn hai miếng vứt cho tôi hết đi không. Nghịch thế cả. Ui. Nào kiếm về tất kỳ mua chứ. Hả? Nào kiếm về tất kỳ mua này. Đây hát đây. Đây nó phải tôi tôi à. Một kiếm chung chất quả chứ. Này một cái bản, phòng một cái cú này là đi học cũng học cả ngày quá nhỉ. Ăn gì à? Ăn cái gì à? Hả? Ăn miếng thịt gì à? Hả? Ba sáng nghìn thì tuông. Tuông anh được. Cơm. Cơm. Sinh năm lợn rừng thì mẹ lúc nào cũng đi phải không? Lúc nào cũng đi, đúng rồi, lợn rừng phải chạy á. Không ở. Vất vả tí. Ô nó chụp phần phấn đèn tiểu mà ăn kim mà nên hôi 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 là lẩu lẩu mình nấu luôn đấy luôn. Thế nhà chú ở gần đây à chú? Nhà chú vào đây gần mà đấy, 6 cây. Okay. Đây vào nhà nhưng mà bây giờ đường trơn lắm vào đâu rất ra vào 3 cây. À đường đó là trơn lắm nhỉ, thế bảo ra đây mua nền nhà này nhá, mua bác cứ hỗ trợ đi, mua gần nhà ông nội này, tương lai hỗ trợ sườn sườn này ruộng này, nhưng mà ruộng này ấy cao quá nhỉ, sườn hỗ trợ ruộng anh ông nội này chia ra làm cho một thửa còn được. Cái gì không, không lo có phải ruộng cần ruộng lắm đâu. Nhưng mà ở trên này san nên san cái đồi xuống thì làm nó để nhà nó tôi tốt có hơn, cần ruộng gì đâu. Mẹ. Đi buôn như này vẫn tốt hơn là đi làm ruộng chứ. Đi buôn mái mà. Ừ, đi buôn tốt hơn làm ruộng mà. Tiếp tục mà, ở đấy cả. Sát gạo coi như là mang gánh hết tận nhà. Làm ruộng thì làm đủ ăn được rồi. Đây hỏi ông xem này. Không, không lái, bây giờ không lái nhiều. Có xe được, có xe được, có xe được. Không ơi, bây giờ không, thôi, bây giờ không có rồi. Bây giờ không lái rồi. Bây giờ có xe được rồi. Nhưng mà đi học cái bằng lái xe đơn giản đấy mà, bao nhiêu lắm. Mình ba rồi, không thích đi học một chiều hôm nè. Ấy, chưa, một ba chưa là gì đâu, vẫn còn trẻ. Ba trẻ. Trẻ lắm. Để thằng con. Con thì nó chỉ hướng khác với, thế à? Mới. Ông con. 43 chưa chú. Năm nay chú làm không được ăn, không đỏ tí nào ấy. Không biết làm thế nào. Con được con lố. Nó không để ông ăn cơm. Người ta đã gọi là buôn bán mà, phải có thế này lúc thế kia chứ. Mì lố thế này một tiểu đều vụt cám. Nó tưng hơi, có những tức tốt. Ồ, tưng nào, có những tức tưng ấy, đúng. Mua liều quá không được. Mua liều quá không được. Mua liều phải mua. Ôi, vui đấy. Nên mua vừa vừa thì được. Đi nhưng mà đi làm này đúng thật là cũng có một con xe nhỏ đi chở của mình luôn cũng được, cũng tốt. Ừ. Khoảng chở được một con chở được ba con trâu là được rồi. Xe một xe. Chở 4 con lên rồi. Ba bốn con là được á. 4 con nhưng mà con mình đi mua là đánh xe đi theo luôn. Nhưng mà lại giờ cái là cái là không kiếm ra là không vào trong làng được. Mới 1 năm là được cái rồi. Ở ngoài ở trong này làm gì đóng phí gì nhiều đâu, không đóng phí đường gì. Đi Phú Mỹ được á. Đi ra ngoài nó mới mất nhiều phí đóng. Sáu con mà.
tức là mình đi lanh quanh trong này mình mua ấy, mình không đi ra ngoài chở thì nó không mất phí. 6 con thì phải con xe hơn 1 tấn rồi, mới mua con 6 con. Xe nhỏ nhỏ mình ví dụ anh em chở tấn mình chở đó bằng 6 tấn này, cái hơn tấn này tham đi lượn cũng đi được hơn tấn. Thì mua cái xe như cũng tiền được rồi. Mua đấy, con xe đấy hơn tấn mà thoải mái chở. Con như tầm tiền ấy mới được. Còn to. Con đấy bây giờ khoảng 120 đổ lại bao nhiêu rồi?